Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13 của bộ truyện Đột nhiên có thần thông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Minh Ly đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Paypal. Vâng cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13 của bộ truyện này. Hơn nửa tiếng sau, xe bọn họ dừng trước tòa cao ốc đang trong quá trình thi công được 60 70%. Đình Nguyên chỉ vào đó rồi nói Đây là tòa cao ốc Mà công ty tôi đã nhận thầu Triệu Phương Đông hiếp mắt đánh giá Tuy rằng chưa xây hoàn chỉnh Nhưng với khí thể như này Lại thêm vị trí đắc địa Trên con đường phùng hoa nhất của Lâm Thành Thì có thể tưởng tượng được Khi nó được hoàn thành Thì chắc chắn bên đầu tư sẽ thu được Số tiền không hề nhỏ Chỉ tiếc là trời rêu ngươi Tòa cao ốc này mới chưa xây được bao lâu thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Sau đó Đinh Nguyên mời bọn họ đi vào. Sát khí quá là mạnh đi. Vừa mới tới gần thì Triệu Phương Đông đã hô lên. Hắn phát hiện tòa cao ốc này tỏa ra một lượng sát khí cực kỳ lớn, thậm chí là tràn sang cả những tòa nhà bên cạnh. Trong thành thị tràn đầy dung khí như này mà lại có chỗ sát khí mạnh liệt đến như thế, Triệu Phương Đông thật sự rất bất ngờ, không thể tin thế nhưng sự thật này lại đang bày ra trước mắt hắn nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của triệu phương đông an hoài viễn lo lắng hỏi sao rồi phương đông cậu có biện pháp nào không triệu phương đông thở dài bây giờ khó mà nói được chỉ là đã có một số kết luận tình huống của đinh tổng thật sự rất là nghiêm trọng chúng ta phải vào sâu hơn để mà xem thôi nói rồi triệu phương đông dẫn đầu đoàn đi vào An Hoài Viễn và Đinh Nguyên nhìn nhau rồi cũng theo chân vào. Vì Đinh Nguyên nắm rõ cấu trúc của tòa nhà hơn ai hết nên ông dẫn đường cho họ đi lên. Triệu Phương Đông vừa đi vừa quan sát xung quanh, hắn càng nhìn càng cảm thấy kinh ngạc, thầm liếu lưỡi, khó trách tòa nhà này không ngừng phát sinh đủ loại chuyện lạ, sát khí ở chỗ này nồng đậm như thế thì chứng minh âm hồn này cực kỳ cường đại đi được một đoạn thì họ quay ra ngoài. Triệu Phương Đông nghiêm túc nói với Đinh Nguyên: "Quán khí của người này thật sự quá nặng, muốn đối phó với nó thì tôi cần phải sử dụng đến pháp khí. Um, bây giờ phải đi đâu để tìm pháp khí chứ?" Đinh Nguyên hỏi. Chuyện này để tôi nghĩ cách giải quyết. Chúng ta sẽ chia nhau hành động. Bây giờ Đinh Tổng đi ra tài liệu kỹ càng về người đã nhảy lầu kia, càng chi tiết thì càng tốt. Tôi sẽ đi tìm pháp khí Triệu Phương Đông nói Đinh Nguyên vội đáp Được rồi tôi có quen với một vài phóng viên Lúc trước bọn họ cũng đã viết về chuyện này Chắc chắn sẽ có nhiều tin tức hơn người ngoài Để tôi đi hỏi thăm thử Sau khi bàn bạc kỹ càng Triệu Phương Đông rời đi Tuy chưa gặp được âm hồn kia Nhưng mà từ luồng sát khi đó Hắn liền có thể biết được Đối thủ của hắn lần này là cực kỳ mạnh với thực lực bây giờ thì hắn không dám chắc có thể thắng. Vì vậy cần phải tìm pháp khí hỗ trợ, khả năng thắng sẽ cao hơn. Đời tìm pháp khí, Triều Phương Đông cũng đã có mục tiêu. Ở Lâm Thành có một chỗ chuyên bán đồ cổ. Mỗi ngày đều có lượng lớn đồ cổ được bán ra, trong đó chắc chắn phải có pháp khí. Thế nhưng mà số lượng pháp khí cực kỳ hiếm, cần phải cẩn thận mới có khả năng tìm được. Ở đó thật ra là một con phố, các loại cửa hàng nhiều vô kể, chưa kể đến là quán lề đường. Triệu Phương Đông dạo bước tùy ý nhìn thử, những cao thủ đồ cổ thường là nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm, thoạt nhìn tuổi của họ sẽ lớn, có trẻ thì cũng đã ít nhất là 4 50 tuổi, lớn hơn chút thì là 7 80. Người trẻ tuổi như Triệu Phương Đông vừa nhìn đã biết là một thanh niên thiếu kinh nghiệm, dễ bị lừa. Mà minh chứng chính là nữ miếng ngọc bội khi trước mà hắn mua. Có khi ngay cả tên thần côn khi trước lừa hắn cũng không biết ngọc bội này có thiên cơ như vậy. Triệu Phương Đông đi trên đường mà có không ít người nhiệt tình chào mời. Thế nhưng mà sau khi nhận được truyền thừa, thì hắn đã trở thành một cao thủ nhận diện đồ cổ, không còn dễ bị lừa như trước. Hơn nữa hắn đến là để tìm pháp khí ngoại trừ pháp khí thì hắn sẽ không thèm quan tâm đến những cái khác triệu phương đông vừa nhìn đã biết phần lớn đồ cổ bày bán ở ngoài đều là hàng giả sau một hồi đi dọc con phố triệu phương đông vẫn chưa phát hiện ra pháp khí nào hắn không khỏi thất vọng và ngán ngẩm nếu không tìm được pháp khí thì hắn không thể nào xử lý được âm hồn kia tiểu thần y cậu cùng ở đây sao trong lúc triệu phương đông đang khổ não thì đột nhiên có người vỗ vai hắn quay đầu lại nhìn thì thấy một gương mặt phúc hậu quá mức đang nhìn mình là lý đức bưu triệu phương đông ngạc nhiên không ngờ lại gặp lý đức bưu ở chỗ này thầm nghĩ bọn họ đúng là có duyên thật sau khi quen biết thì đã tình cờ gặp được nhau rất nhiều lần rồi lý đức bưu gặp được triệu phương đông thì cực kỳ vui tiểu thần y cậu cũng đến đây đi dạo sao Thật không ngờ là gặp được nhau ở đây Triệu Phương Đông đáp Trùng hợp Ông chủ lý Ông cũng hay đến đây sao Lý Đức Bưu cười đáp Xem là vậy đi Tôi rất là hứng thú với đồ cổ Nên hay đến đây xem Nếu gặp cái gì ưng thì mua Ở đúng rồi tiểu thần y Cậu có vừa ý cái nào không Gặp nhau như này là do duyên Nếu cậu nhìn trúng cái nào Thì nói với tôi một tiếng Tôi tặng cậu sau khi Triệu Phương Đông chữa khỏi bệnh cho Lý Đức Bưu, ông ta vẫn luôn rất nhiệt tình và cảm kích hắn. Triệu Phương Đông xua tay từ chối. "Ý tốt của ông chủ lý tôi xin nhận, chỉ là bây giờ trong tay tôi cũng đã có chút tích góp, nếu ưng ý thì tôi cũng đủ khả năng để mua rồi." Lý Đức Bưu cười nói, "À, cũng đúng. Y thuật của tiểu thần y lợi hại như vậy thì chắc hẳn người đến tìm chữa trị không ít." làm sao có thể kiếm được ít tiền cơ chứ. Rồi sau đó Triệu Phương Đông nghĩ đến một chuyện, hắn nói: "Đúng rồi, ông chủ lý, ông hay đến đây, vậy ông có biết cửa hàng nào nhiều đồ nhất không?" Pháp khí mà Triệu Phương Đông muốn tìm có thể không cần quá quý giá, chỉ là đồ bình thường, thế nên những nơi có nhiều đồ thì càng có khả năng tìm được. "Chuyện này sao?" Lý Đức Bưu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Nếu vậy, Tôi có quen một ông chủ của cửa hàng đồ cổ. Ông ấy đã thu mua đồ cổ nhiều năm rồi. Chỗ ông ta có rất là nhiều đồ hiếm lạ và cổ quái. Cậu đi cùng tôi đi, có thể sẽ tìm được đồ mà cậu muốn tìm thì sao? Triệu Phương Đông nghĩ, dù sao bây giờ mình cũng chỉ đi loanh quanh, không bằng đi cùng Lý Đức Bưu xem thử còn hơn. Sau đó Triệu Phương Đông theo Lý Đức Bưu đến cửa hàng đồ cổ. Đây là lần đầu tiên Triệu Phương Đông đến đây nên trên đường đi lý đức bưu còn không ngừng giải thích cho triệu phương đông về tình hình ở chỗ này lúc đi qua một quầy hàng có một thứ đã hấp dẫn sự chú ý của hắn triệu phương đông nhìn thấy trước quầy hàng có một người đàn ông trung niên đang xem hàng lúc này ông chủ quán đội một chiếc mũ rơm cầm một cây trâm nhiệt tình mời chào người đó cây trâm nhìn như một món trang sức tinh xảo đựng trong hộp vị tiên sinh này Tôi thấy cách ngài nói chuyện thật bất phàm, dáng vẻ đường đường chính chính, vừa nhìn đã biết là dòng dõi thư hương thế gia, sự nghiệp thành công. Với con mắt tin tường như vậy, thì ngài thử xem cây trâm này đi." Ông chủ nhiệt tình mời chào. Nói rồi, ông lấy trâm trong hộp ra cho người đàn ông kia nhìn thử. "Cây trâm này có từ thời nhà Thanh, được làm thủ công một cách hoàn mỹ. Ở thời đó toàn là những người có tiền đeo, nếu ngài mua sau đó một thời gian chắc chắn sẽ kiếm được một món hời to Không có thiệt đâu Người đàn ông cao ngạo lấy trâm từ trong tay ông chủ Cẩn thận nhìn Sau đó ông ta cười lạnh <cười> Đồ giả mà cũng dám lấy ra để lừa tôi Cây trâm này của ông được mài vũ tỉ mỉ như máy làm thế này Nếu đem lừa người mới thì còn được Còn tôi thì không có dễ sơi đâu Ông chủ chỉ biết xấu hổ cười triệu phương đông nhìn chăm chăm người đàn ông trung niên lý đức bưu thấy như vậy thì nói tiểu thần y nhìn trúng món đồ nào rồi sao dù sao bây giờ chúng ta cũng đang thừa thời gian hay là qua đó xem sao triệu phương đông gật đầu sau đó cùng lý đức bưu đi qua đến trước quầy hàng triệu phương đông nói với ông chủ ông chủ à cây trâm đó có thể lấy ra cho tôi xem lại được không ông chủ ngây người rồi sau đó vui mừng nói tất nhiên là được rồi nếu cậu thanh niên đã thấy hứng thú thì lát nữa tôi sẽ bán rẻ cho cậu một chút nói rồi ông chủ lấy hộp ra đưa cho triệu phương đông sau khi nhận hắn mở hộp rồi lấy trâm ra cẩn thận ngắm nhìn sau khi nhìn trâm lại quay qua nhìn hộp đựng một lúc sau hắn mỉm cười ông chủ cây trâm này giá bao nhiêu tôi muốn mua sau khi cây trâm bị người ta mắng là hàng giả, ông chủ đã cảm thấy rất thất vọng rồi. Nhưng mà không ngờ nhanh như vậy đã có người chịu mua. Ông chủ kích động. Tôi thấy cậu là người biết nhìn hàng, nếu đã thấy hứng thú với cây trâm này. Như vậy tôi không lấy của cậu nhiều tiền đâu, chỉ cần 10 vạn tệ là được. <laughs> hàng giả mà cứ làm như bảo bối. Phố đồ cổ này là nơi nào chứ? Không biết gì thì đừng có học đòi tới đây tìm đồ quý. Lúc này có một giọng điệu chế giễu vang lên Là người đàn ông trung niên kia Triệu Phương Đông nhìn ông ta rồi cười hỏi Ông là có ý gì? Ông ta hừ lạnh nói Vừa rồi tôi đã xem qua cây trâm này Là hàng giỏm được làm từ công nghệ hiện đại Tôi đã không cần Vậy mà cậu lại dám mua Thật đúng là không biết trời cao đất dày Ông ta ngừng một chút rồi nói tiếp Cậu nông dân tôi gọi là lý tri thu cậu có thể đi một vòng rồi hỏi thăm thử tiếng tâm của tôi ở đây tôi chính là một đại sư về giám định và thưởng thức đồ cổ tôi chỉ khuyên cậu một câu những thứ như đồ cổ này không phải là thứ mà loại người như cậu có thể tiếp cận được đâu đừng có ôm mộng đổi đời mà đến đây tìm bảo vật những người như vậy quá là nhiều rồi cuối cùng là thua đến tán gia bại sản cậu vẫn là nên về quê mà trồng trọt đi ngoài mặt Lý Tri Thu làm như khuyên nhũ, nhưng chẳng khác nào đang khoe khoang, đồng thời sỉ nhục người khác. Triệu Phương Đông thấy hơi khó chịu, hắn đang định bật lại thì Lý Đức Bưu nhẹ giọng nói. Tiểu thần y, tuy Lý Tri Thu này tính tình càng rỡ, nói chuyện khó nghe, nhưng mà mắt nhìn của ông ta rất là chuẩn. Hơn nữa tôi thấy cây trâm này thật sự chẳng khác gì đồ công nghệ làm ra. Cậu phải suy nghĩ cẩn thận đó, Triệu Phương Đông biết Lý Đức Bưu là có ý tốt cho mình Nhưng hắn vẫn cứng rắn nói Lão Lý, ông yên tâm đi Tôi mua cây trăm này tuyệt đối không có thiệt đâu Triệu Phương Đông lại nhìn về ông chủ Mười vạn tệ sao? Tôi mua Nhưng mà tôi không cầm nhiều tiền mặt Có thể chuyển khoản được chứ Ồ, được được, tất nhiên là được rồi Ông chủ kích động đáp Mỗi ngày ở đây đều có những cuộc giao dịch thậm chí là những thứ cực kỳ đắt đỏ. Trên trăm vạn hay đến cả ngàn vạn cũng có. Những người đến đây thường không tiện mang theo nhiều tiền mặt. Chính vì vậy, chủ cửa hàng ở đây đều có giao dịch chuyển khoản. Lúc này ông chủ quán cực kỳ vui. Không ngờ mình có thể bán được cây trâm đó mau lẹ như vậy. Hơn nữa khách còn không cò kè mặt cả. Trong lòng ông ta thậm chí còn tính đến cả giá mặt cả với Triệu Phương Đông nữa rồi kìa thấy triệu phương đông không chịu nghe lời mình khuyên khăng khăng đòi mua lý tri thu cảm thấy bực bội ông ta tức giận nói đúng là đồ nhà quê cậu cứ chờ đó mà xem lý tri thu lại nhảy suốt như vậy làm ông chủ cũng thấy khó chịu này ông kia tôi nói nha ông có thói quen xấu này từ khi nào không mua còn đứng đây lại nhảy người ta mua thì liên quan gì tới ông đồ chỗ tôi nhiều như vậy nếu ông mua thì mua nhanh để tôi còn biết đừng làm ảnh hưởng chuyện buôn bán của người ta sau đó ông chủ quán đổi mặt tươi cười nhìn triệu phương đông cậu thanh niên chỗ tôi có mã qr cậu có thể quét mã để trả tiền triệu phương đông gật đầu nhưng lúc đang định trả tiền thì hắn chợt nghĩ ra một chuyện cười nói với lý tri thu lúc nãy ông vẫn luôn miệng nói tôi không đủ tư cách để chơi đồ cổ còn bảo nếu mua cây trong này thì chắc chắn sẽ lỗ vậy ông có dám đánh cược cùng với tôi không đánh cược ư ừ, cược cái gì lý trì thu đề phòng hỏi triệu phương đông nói đơn giản thôi tôi mua cây trâm này sau đó chúng ta tìm một chuyên gia để giám định xem cây trâm này thực chất đang giá bao nhiêu để xem lần này tôi sẽ lời hay lỗ nếu giá trị thực của nó trên 10 vạn thì tôi thắng mà ngược lại thì phần thắng thuộc về ông lý trì thu hứng thú nói nghe rất hay đánh cược thì đánh cược nhưng người thua chắc chắn phải chịu phạt chứ chịu phạt sao triệu phương đông nhìn quanh sau đó nói chỗ này là phố đồ cổ vậy thì người thắng cược sẽ được người mua trả tiền cho một món đồ cổ sao chứ lý tri thu gật đầu được tôi đồng ý chỉ là có một vấn đề với thân phận và địa vị của tôi thì đồ tôi muốn mua sẽ rất là đắt cậu chắc chắn có thể mua được sao chuyện này ư ông không cần lo triệu phương đông còn chưa kịp nói hết thì đã bị lý đức bưu nhảy vào nếu tiểu thần y thua thì tiền tôi sẽ bỏ ra mua cho ông tôi là lý đức bưu nếu thấy không đảm bảo thì cứ đi hỏi thăm xem tình hình kinh tế của tôi như nào cũng được lý trì thu nhìn lý đức bưu một thân hàng hiệu giác vàng giác bạc xem ra không phải là người chỉ biết mạnh miệng vậy nên ông ta nói nếu ông đã muốn chịu thuyền, vậy thì nhanh lo chuẩn bị tiền đi. Lần này tôi thắng chắc. Triệu Phương Đông cảm kích nhìn Lý Đức Bưu. Hắn không ngờ Lý Đức Bưu sẽ đứng ra đảm bảo cho mình. Bị Triệu Phương Đông nhìn như vậy, một nam nhân hơn 40 như Lý Đức Bưu cũng có chút ngượng. À, tiểu thần y, cậu đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi đây người đầy khuyết điểm, chỉ có ưu điểm duy nhất là có ơn tất báo cậu đã từng cứu mạng tôi ơn này tôi luôn ghi lòng tạc dạ nghe lý đức bưu nói trong lòng của triệu phương đông cảm động thật ra bản thân lý đức bưu cũng nghĩ cây trầm này là hàng giả muốn khuyên triệu phương đông đừng mua thế nên trong trận đánh cược này ông không muốn triệu phương đông thua người ta về khí thế nên đã đứng ra đảm bảo cho hắn có thể thấy ông ta thật lòng đối với triệu phương đông triệu phương đông cười cười bổ vai ông ta lão lý ông yên tâm đi trận đánh cược này tôi sẽ không thua đâu lý đức bưu cũng cười to nếu cậu đã gọi thân mật vậy tôi sẽ gọi cậu là triệu lão đệ nha tôi tin tưởng cậu triệu lão đệ tuy lý đức bưu vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng với sự hiểu biết của ông ta về triệu phương đông thì ông ta chắc chắn triệu phương đông không phải là người làm màu hay mạnh miệng chỉ trong trường hợp hắn nắm chắc thì hắn mới làm như vậy ngay sau đó Triệu Phương Đông thanh toán 10 vạn cho ông chủ quán Chuyển tiền xong Triệu Phương Đông nói thêm Cái hộp đựng này đi kèm với cây trâm Nên tôi mua trâm thì hẳn là có thể lấy cái hộp này theo cùng chứ Ồ tất nhiên rồi Ông chủ không thèm nghĩ mà lập tức đồng ý Dù sao cũng chỉ là một cái hộp đựng Sẽ tốn bao nhiêu đâu chứ Triệu Phương Đông cười cười rồi cất trâm vào hộp Xong việc Triệu Phương Đông nhìn Lý Đức Bưu Lão Lý, ông có biết trên phố này có vị đại sư giám định đồ cổ nào công bằng liêm chính hay không? Là người được tin tưởng nhất ấy. Lý Đức Bưu suy nghĩ rồi nói. Đằng trước có một tiệm, ông chủ ở đó là đại sư Thương Đức Vân, là người rất có tiếng tâm ở đây. Đồ cổ mà ông ấy giám định xảy ra rất ít sai sót, tôi thấy ông ấy là người phù hợp nhất rồi. Triệu Phương Đông cũng không hiểu rõ chỗ này nên hắn nhìn về Lý Tri Thu chỉ cần ông ta không ký kiến gì là được rồi. Lý Trì Thu nghe được tên Thương Đức Vân thì cũng gật đầu đồng ý. Thành danh của đại sư Thương Đức Vân thật sự không có gì phải bàn cãi. Nếu là ông ấy thì chúng ta có thể tin tưởng trăm phần trăm. Hai bên đều đã đồng ý nên Lý Đức Bưu phụ trách dẫn đường. Bọn họ cùng nhau đến chỗ Thương Đức Vân. Bề ngoài của Phương Bảo Cát mới nhìn đã biết là không tầm thường quả không hổ là một đại sư giám định danh chấn cửa hàng, hoàn toàn khác biệt với những hàng khác. Sau khi tới nơi, Lý Đức Bưu nói, Chính là ở đây, giờ này thì chắc là đại sư đang có nhà. Triệu Phương Đông nhìn nhìn, sau đó nối bước đi vào bên trong cùng Lý Đức Bưu và Lý Tri Thu. Cửa hàng này bên trong rất rộng, đối diện cửa là một cái bàn kiểu cổ. Hai bên là từng kệ bày hàng la liệt các thứ đồ cổ, theo sự quan sát của Triệu Phương Đông, trong số đó có thật có giả, thế nhưng so ra thì hàng thật ở đây vẫn chiếm đa số. Trước bàn cổ là một lão giả mặc đường trang màu đỏ sậm. Ông ấy vừa thấy bọn họ đi vào thì lập tức đứng lên. Các vị muốn xem gì? Chỗ chúng tôi đều có nhận mua và bán đồ cổ. Đây hẳn là người tên là Thương Đức Vân đi, là vị đại sư mà Lý Đức Bưu và Lý Tri Thu đã nhắc. Lý Đức Bưu mở lời Thương Đại sư, tôi là Lý Đức Bưu Đã tới đây vài lần rồi Nên hẳn ông có ấn tượng chứ Thương Đức Vân nhìn Lý Đức Bưu Sau đó rời mắt lên người Triều Phương Đông Và Lý Tri Thu um, Trong ba người Ngoài trừ cậu thanh niên lạ mặt này ra Thì hai vị đây tôi rất là quen mặt rồi Lý Đức Bưu tiếp lời Hôm nay chúng tôi đến chỗ Thương Đại sư Là có chuyện Chúng tôi có một món đồ cổ Vừa thu được muốn để cho ngài nhìn thử xem nó có đáng giá hay không ấy mà lý tri thu cũng lên tiếng ngài là người có tiếng tâm trong giới nên chúng tôi rất là tin tưởng rất hy vọng sẽ nhận được góp ý về giá của món đồ này từ ngài nói rồi lý tri thu như vô tình mà lít nhìn triệu phương đông ý gì thì không cần nói cũng biết triệu phương đông chỉ hơi mỉm cười không thèm quan tâm nhìn bộ dáng bình tĩnh này của triệu phương đông trong lòng lý tri thu mắng thầm một tên nông dân mà còn bày đặt làm màu, để xem khi biết được sự thật thì có giả vờ được nữa không? Sau đó ông ta dục. Này anh nông dân, đã đến nơi rồi thì mau lấy cây trâm tốn 10 vạn tệ kia ra đây cho đại sư xem đi. Trong lời nói của ông ta chứa đầy sự trào phúng. Triệu Phương Đông lấy hộp trang sức ra đặt xuống trước mặt của Thương Đức Vân. Đây là cây trâm tôi mới mua được với giá 10 vạn tệ. Đại sư có con mắt tin tưởng nên mong ngài có thể thẩm định giúp chúng tôi, xem rằng giá trị thật sự của nó là bao nhiêu. Nghe Triệu Phương Đông nói như vậy, Thương Đức Vân cũng nghiêm túc hơn. Ông cầm mắt kính trên bàn lên đeo, rồi tỉ mỉ xem xét cây trâm. Sau khi nhìn được một lúc, nét mặt ông thoáng hiện ra thất vọng. Ông tháo mắt kính chỉ vào cây trâm, rồi nói. Cây trâm này không cần nhìn nhiều cũng biết là hàng giả. Nhiều nhất chỉ đến 100 tệ Người bán cho cậu với giá 10 vạn tệ Chỉ sợ là lừa đảo Lý Tri Thu nghe thì cười to ha ha Quả nhiên là phán đoán của thương đại sư Giống với của ông ta Lý Tri Thu cười chế giễu Này nhóc nông dân Tôi đã sớm nói đó là hàng giả Vậy mà cậu không tin Bây giờ thì hối hận rồi chứ Thế nhưng hối hận cũng vô ích Lúc nãy chúng ta đã nói rồi Người thắng được quyền để người thua Mua cho mình một món đồ cổ Chỗ này của đại sư đây có không ít thứ tốt, tôi phải chọn cho thật kỹ mới được. Tâm trạng của Lý Tri Thu rất tốt, không ngờ hôm nay gặp được một kẻ ngốc dâng tiền đến cửa, muốn đánh cược về so đồ cổ với ông ta. Lý Đức Bưu thở dài một hơi rồi vỗ vai Triệu Phương Đông. "Triệu lão đệ, không sao, đừng quá buồn. Những thứ đồ cổ như này đúng thật rất thâm sâu, cậu còn trẻ nên thiếu chút kinh nghiệm là điều bình thường." lần này xem như bỏ tiền ra mua kinh nghiệm đi triệu phương đông mỉm cười lão lý tôi không đau lòng đâu hơn nữa còn chưa biết ai thắng ai thua ê sao cậu lại ương bướng như vậy đại sư thương đức vân đã nói như vậy rồi ông ấy bảo cây trâm này là giả cậu còn có gì để nói hay không triệu phương đông không quan tâm lý tri thu hắn cầm hộp đựng trang sức trên bàn thương đại sư hộp trang sức này được đi kèm với cây trâm. Nó được chủ quán tặng cùng theo cây trâm, nên cũng được xem là một phần của cây trâm. Mong ngài giúp tôi xem thử. Lý Đức Bưu cười hiểu ý. Triệu Phương Đông bình tĩnh từ đầu cho tới cuối, hóa ra là như vậy. Mục tiêu của hắn không phải là cây trâm, mà là hộp đựng trâm. Lúc này Lý Đức Bưu nhìn hộp trang sức, cảm thấy nó rất đặc biệt. Thế nhưng, lúc đó sự chú ý của bọn hắn đều nằm trên cây trâm, nên không để ý ông ta càng nghĩ càng thấy kinh sọ nếu vậy thì năng lực của triệu phương đông thật sự quá phi thường khi nhìn đến hộp trang sức của triệu phương đông lý Trì thu biến sắc trong lòng có cảm giác không tốt thương đức vân lại cầm hộp trang sức lên nhìn sau khi xem xét một hồi thương đức vân hài lòng gật đầu ồ thật sự rất đặc biệt cây trầm này là giả nhưng mà không ngờ hộp đựng lại có giá trị đến như vậy thương đức vân vừa nói xong tâm của lý tri thu cũng buông xuống ông ta vốn tưởng rằng đã nắm chắc chiến thắng trong tay nhưng mà không ngờ lại phát sinh biến cố ngược lại là triệu phương đông hắn cười nói thương đại sư ngài có thể nói giúp cho chúng tôi xem hộp này có chỗ nào đặc biệt được không thương đức vân gật đầu rồi mới nói hộp trang sức này được dùng gỗ hoàng hoa lê Hải Nam tạo thành. Được làm thủ công một cách hoàn mỹ. Trên thị trường nhiều năm nay có giá trị cực cao. Hộp này cũng như vậy, ít nhất là 50 vạn. Nếu gặp người thích thì giá của nó còn cao hơn. Triệu Phương Đông cười cười, như lời Thương Đức Vân Đại Sư thì hộp này ít nhất đã là 50 vạn. Tức bây giờ hăng bán đi thì cũng có thể lời tận 40 vạn. Điều này tức là hắn thắng rồi. Quả là Lý Đức Bưu đoán không sai. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Triệu Phương Đông đã nhìn được cây trâm này là giả. Chỉ có điều chính hộp đựng của nó đã hấp dẫn hắn. Nhưng những người ở đây đều là cáo già. Hắn biết mình chỉ cần tỏ ra hứng thú thì người khác sẽ nhìn ra được manh mối. Thế nên hắn nhanh trí vờ như không biết mà mua cây trâm. Sau đó cố tình chọc giận Lý Tri Thu để đánh cược cùng mình rồi hố ông ta một vố. Triệu Phương Đông đi đến trước mặt Lý Tri Thu, cười tủm tỉm. Cái này cũng là một bộ phận của cây trâm. Tuy cây trâm không đáng tiền, nhưng hộp đựng này có giá tận 50 vạn. Cuộc mua bán này tôi mới là người được lời, vậy nên tôi thắng cược, ông sẽ không phản bác chứ. Lý Tri Thu hừ lạnh. Lý Tri Thu tôi là người như nào? Sao có thể nói lời không giữ lời? Cũng chỉ là một món đồ cổ mà thôi, không đáng bao nhiêu. Triệu Phương Đông cười vui vẻ, hôm nay không những có thể kiếm được cả mấy chục vạn mà còn được tặng kèm một món đồ cổ. Lúc này Thương Đức Vân lên tiếng. "Cậu thanh niên, tôi rất vừa ý hộp đựng này của cậu, nếu cậu muốn bán, tôi sẽ trả 65 vạn để mua, cậu thấy như thế nào?" Lý Đức Bưu nói khẽ vào tai của Triệu Phương Đông. "Triệu lão đệ, tiếng tâm của Thương đại sư rất cao, ông ấy đưa ra giá cũng rất công bằng." nếu muốn bán cái hộp này thì bán cho Thương đại sư là thích hợp nhất rồi. Triệu Phương Đông cũng không có hứng thú với việc cất giữ đồ cổ, hắn không ngại ngần mà gật đầu. Thương Đức Vân là người sòng phẳng, sau khi Triệu Phương Đông đồng ý lập tức giao dịch. Rất nhanh, Triệu Phương Đông nhận được 65 vạn. Nhìn tin nhắn do ngân hàng gửi tới, Triệu Phương Đông cười cười, sau đó hắn nói. Đúng rồi, đồ cổ của thương đại sư đều ở chỗ này sao? Tuy Triệu Phương Đông đã kiếm được tiền Thế nhưng hắn không thể quên Việc quan trọng nhất khi đến đây Là tìm pháp khí Thượng Đức Vân nói Sao nào những đồ bày ở đây Không lọt vào mắt xanh của cậu sao Triệu Phương Đông xua tay Không phải là cơ ý này Chỉ là trong số này Không có món đồ mà tôi cần mua Nếu thương đại sư còn Thì cho tôi xem thử Dù là quý giá bao nhiêu Nhưng đồ tôi cần thì tôi sẽ mua khi nói hắn còn cố tình nhìn về Lý Tri Thu, làm cho ông ta tức đến ngứa răng. Đã thu cược, nên Lý Tri Thu phải theo đó mà làm. Ở đây lại có nhiều người như vậy, ông ta không thể nào nuốt lời. Thường Đức Vân nói, Ở bên trong còn một số thứ, nhưng hầu như không được để ý đến. Những người khác không có hứng thú với chúng nên tôi cho riêng vào một kho. Nếu cậu đã nói vậy thì thử qua đó xem sao. Nói rồi, Thương Đức Vân dẫn vào trong một căn phòng nhỏ Ở đây bày hai kệ đồ Thương Đức Vân nói Cậu thanh niên Ở đây là một số đồ cổ Mà những người khác không thấy hứng thú Triệu Phương Đông nhìn cẩn thận Hy vọng là có thể tìm được pháp khí mà hắn cần Đột nhiên Một món đồ trên góc Thu hút sự chú ý của hắn Đó là một cái chuông đồng bị bám bụi Nhìn đã biết là có từ rất lâu rồi Hắn vội đi đến Lấy cái chuông xuống chuông này trên thân khắc những hoa văn kỳ quái khi nhẹ rung còn phát ra tiếng vang thanh thúy triệu phương đông kích động đến suýt thì nhảy cẩn đây quả là pháp khí mà hắn luôn muốn tìm hắn nghĩ đúng là đi mòn góc sắt tìm không thấy khi đạt được lại chẳng tốn công dùng nhiều thời gian tìm kiếm như vậy rốt cuộc cũng thu được kết quả triệu phương đông cầm chiếc chuông lên rồi nói thương đại sư chuông này là của ngài từ đâu mà có Thứ tôi muốn tìm chính là nó Tôi muốn mua cái này Thương Đức Vân hơi mỉm cười Ồ đây là tôi sưu tầm được Từ một thôn nhỏ Thầy dáng vẻ độc đáo Nên luôn cất giữ ở đây Sao cậu muốn mua ư Trự Phương Đông gật đầu chắc nịch Đúng thương đại sư Tôi rất hứng thú với nó Tôi muốn mua Thương Đức Vân đáp Nếu cậu đã thích thì tôi không lấy nhiều Chỉ cần 20 vạn là được Thương Đức Vân đã thấy qua vô số đồ cổ, cái giá 20 vạn cũng chỉ là bình thường đối với ông mà thôi. Triệu Phương Đông cười tụng tỉm nhìn Lý Tri Thu. Đừng có ngây người ra, mau trả tiền đi chứ. Lý Tri Thu tức muốn nổ phổi nhưng biết làm sao được. Đây là do bản thân ông ta tự làm tự chịu, đáng đợi. Nhóc nông dân, cậu đắc ý cái gì chứ? Không phải chỉ là 20 vạn thôi sao? Lý Tri Thu trừng mắt nhìn Triệu Phương Đông, sau đó lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Thương Đức Vân. Rồi không thèm để ý Triệu Phương Đông nữa mà xoay người rời đi. Sau khi Lý Tri Thu đi rồi, Triệu Phương Đông mới nhìn tiếp cái chuông đồng, trong lòng vẫn còn kích động không thôi. Vậy là việc đối phó với oan hồn kia sẽ dễ dàng hơn rồi. Sau khi xong việc, Triệu Phương Đông và Lý Đức Bưu cùng nhau rời khỏi phương bảo cát. Lý Đức Bưu nói, Triệu lão đệ, khó khăn lắm mới gặp được nhau, hay là tôi mời cậu đi ăn, rồi lượng lời chút nha." Triệu Phương Đông nhìn đồng hồ, bây giờ còn vài tiếng nữa là trời tối, nếu muốn bắt được con oan hồn kia thì cũng chưa hành động bây giờ được. Vậy là hắn gật đầu đồng ý. "Được chứ, lão ca đã mời thì chắc chắn phải đi." Lý Đức Bưu cười ha ha. "Này người anh em, tôi rất là thích lời này của cậu đấy. Hôm nay sẽ đem cậu đi trải sự đời." với đàn ông chúng ta mà nói, đó là một chỗ rất hay ho. Sau đó Lý Đức Bưu lái xe đưa Triệu Phương Đông đi. Được tầm nửa tiếng thì bọn họ dừng chân trước một phủ đệ xưa. Trên biển có viết, phủ lý quan chính. Triệu Phương Đông tò mò. Đây là chỗ tốt mà ông muốn dẫn tôi đến ăn cơm. Lý Đức Bưu đắc ý gật đầu. Đúng vậy, sao nào, không tồi chứ. Nhưng sao chỗ này giống điểm tham quan hơn là chỗ ăn cơm?" Triệu Phương Đông thắc mắc. "Triệu lão đệ, chắc là cậu không biết, tòa đại viện này vốn là phủ đệ của một vị quan triều Thanh, tên là Lý Chính Quan, được lưu giữ hoàn hảo nên vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Sau đó có người đoạt được quyền sử dụng nơi này, biến nó thành một cái nhà hàng." Lý Đức Vưu giải thích. Triệu Phương Đông tấm tắc lấy làm kỳ nhìn kiến trúc có lịch sử lâu đời như này thường do chính phủ quản lý hoặc không thì sẽ được khai thác thành điểm du lịch vậy mà lại có người biến nó thành nhà hàng có vẻ hậu đài không nhỏ đi sau đó lý đức bưu vỗ vai triệu phương đông nào đừng có đứng ngây ngốc ra mau vào xem thôi triệu phương đông cũng rất tò mò không biết rốt cuộc trong này chứa đựng cái gì Trước cửa lớn có hai cô gái trẻ tay cầm quạt hương bồ, mặc hán phục đang đứng. Vừa thấy hai người, hai cô gái đã lên tiếng. Chào hai vị công tử. Công tử? Triệu Phương Đông nghĩ thầm, sao lại gọi như này chứ? Thấy được sự nghi hoặc của hắn, Lý Đức Bưu cười nói. Cảm thấy mới lạ chứ, đây là sự đặc sắc trong cách phục vụ của bọn họ đấy. Sừng hồ viết khách theo hơi hướng cổ trang rồi sau đó một cô gái dẫn đường cho bọn họ vào trong. Lúc này Triệu Phương Đông mới thấy rõ cấu trúc bên trong, quả không hổ là nơi của quan viên thời xưa. Bên trong là đài cát lầu cao, hồ có trồng hoa sen, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, đem lại cảm giác thật thoải mái. Đi vào sâu hơn là rất nhiều phòng ốc, họ được dẫn vào một căn phòng rất xa hoa. Vừa ngồi xuống thì đã có một cô gái mặt xa mỏng đến, đưa thực đơn và nước cho họ. Triệu Phương Đông vừa mở thực đơn ra thì đã hết hồn. Tất cả những món ở đây hầu hết có giá trên 500 tệ. Chỉ là món rau trộn đơn giản cũng mất hơn 100. Hắn không nhịn được mà chửi thầm. Đây mà là ăn cơm, ăn tiền thì có. Thấy Triệu Phương Đông nhìn thực đơn tiếng ngu người, Lý Đức Bưu liền nói. Triệu lão đệ, đừng có thất thần, nhanh gọi món đi triệu phương đông cười khổ à đồ ăn ở đây cũng quá là đắt rồi lão đệ đừng có nghĩ như vậy lý đức bưu như người có kinh nghiệm dày dặn lên tiếng cậu xem ở đây cao cấp như vậy vậy thì đồ ăn cũng không thể rẻ cậu cứ gọi đi ăn thoải mái lý đức bưu này không dám nói mình bản thân là phú khải địch quốc nhưng mà tiền ăn ở đây thì vẫn có thể dư trả triệu phương đông ngẫm lại thấy cũng đúng Lý Đức Bưu đã dẫn mình tới đây rồi thì chắc chắn không thể nào lo thiếu tiền. Vậy nên Triệu Phương Đông gọi vài món trên thực đơn rồi đưa cho Lý Đức Bưu. Lý Đức Bưu cũng gọi thêm vài món khác. Hai người cùng nhau uống trà chờ đồ ăn được đưa lên. Tuy rằng ở đây giá món ăn trên trời, nhưng mà dịch vụ phục vụ thật sự không có chỗ nào để mà chê. Hai người mới ngồi không lâu thì đồ ăn đã được dọn lên. Hơn nữa tên của từng món ăn còn rất hoa mỹ Nào là túy hà Thanh hoa sao xa Sa, Vân tử tuyết ngưu Hay sơ thái quý trùy ma Sau khi các món đã lên hết Hai người bắt đầu dùng bữa Triệu Phương Đông cảm thấy Đồ ăn ở đây khá là ngon Lại có cảnh đẹp và gái đẹp Thật đúng là rất hấp dẫn Triệu Phương Đông tò mò hỏi Lý Đức Bưu Lão Lý Ông hay tới đây ăn cơm sao Lý Đức Bưu buông đũa uống một ngụm rượu rồi mới nói Không thường xuyên đâu Nhưng mỗi lần đàm phán hợp đồng làm ăn Thì đều chọn chỗ này là chủ yếu Triệu lão đệ thử ngẫm mà xem Bây giờ ở thành phố đều là nhà cao tầng các kiểu Đến nơi này có phải là cảm giác khác hẳn hay không Người ta cũng như vậy Khi thoải mái sẽ dễ bàn chuyện làm ăn hơn nhiều Triệu Phương Đông nhìn ra ngoài cửa sổ Sau đó gật đầu đồng tình nếu chọn chỗ này bàn chuyện hợp tác thì khả năng thành công có vẻ sẽ cao hơn thật hai người vừa ăn vừa nói chuyện càng nói càng hăng một bữa cơm mà hết tận một tiếng đồng hồ sau khi ăn xong vì có việc nên lý đức bưu phải đi trước triệu phương đông lên xe của mình đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì bỗng điện thoại của hắn vang lên là đinh nguyên gọi alo triệu đại sư việc cầu giao tôi tôi đã điều tra ra rồi tôi đã biết người lúc trước nhảy lầu là ai là ai triệu phương đông hỏi hắn muốn làm rõ ràng mọi chuyện đinh nguyên cười khổ người kia tên là tạ ái quốc từng là công nhân của công ty chúng tôi mấy năm trước vợ ông ta phát hiện là bị ung thư cần một số tiền lớn để tiến hành phẫu thuật vì không thể kiếm được số tiền này nên vợ ông ta đã chết ông ta tuyệt vọng nên nhảy lầu tự tử. Triệu Phương Đông nhướng mày, công nhân dư trướng của Đinh Nguyên vì tuyệt vọng mà nhảy lầu. Mấy năm sau, Đinh Nguyên lại nhận thầu trúng cao ốc đó. Chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Triệu Phương Đông nói, Nếu nói như vậy, tức là ông cũng ít nhiều có liên quan đến cái chết của ta ái quốc có đúng không? Đinh Nguyên bất đắc dĩ nói, Thì xem như là vậy đi dù như nào tôi cũng là ông chủ của người ta năm xưa xảy ra chuyện như này tôi lại không có ở Lâm Thành sau nửa tháng tôi mới về thì hậu sự của ông ấy cũng đã xử lý xong xuôi rồi Đinh Nguyên cực kỳ ấy nấy về cái chết của Tạ Ái Quốc tuyệt đối không phải là làm ra vẻ mà là thật lòng Triệu Phương Đông nói Đinh tổng tôi thấy chuyện này không có đơn giản đâu muốn có thể giải quyết được chuyện này Tôi cần sự giúp đỡ của ông Đinh Nguyên lập tức đáp Chuyện này là đương nhiên Chuyện này vốn dĩ là tôi nhờ cậu mà Có gì muốn nhờ tôi làm Thì cậu cứ nói đi Vậy được rồi Tối nay tôi sẽ qua đó lần nữa Giải quyết hoàn toàn âm hồn của tà ái quốc Tôi muốn ông đi cùng tôi Chỉ có chuyện này thôi sao Đinh Nguyên vừa thề son sắc xong Nhưng nghe đến đây thì đã trùng bước Triệu Phương Đông biết Đinh Nguyên sợ hãi nên lên tiếng trấn an. Không sao đâu, ông cứ an tâm, tôi sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ ông. Đinh Nguyên nghĩ ngợi một hồi, thấy chuyện này không giải quyết nhanh thì không được nên đồng ý. Uhm, vậy thì tối nay tôi sẽ đến đó cùng với cậu. Triệu Phương Đông cười. Cứ hẹn như vậy đi, tối nay tôi sẽ gửi tin qua cho ông. Ông cứ đi thẳng qua chỗ cao ốc là được, tôi sẽ đợi ở đó sau khi thảo luận xong triệu phương đông cướp máy vì đến tối mới hành động nên triệu phương đông về thôn nguyệt nha trước lúc đi đến xem xét tình hình ruộng thuốc triệu phương đông thấy phương tiểu nhã đang nói chuyện cùng mấy người làm khác lúc đầu qua đây làm cô có vẻ còn do dự và lo lắng nhưng mà bây giờ cô đã hoàn toàn hòa nhập rồi triệu phương đông bây giờ là một ông chủ thảnh thơi giao hết toàn bộ công việc của ruộng thuốc cho phương tiểu nhã phụ trách cô cũng không phụ sự kỳ vọng mà quản lý rất tốt sau khi nói chuyện xong thì phương tiểu nhã phát hiện ra triệu phương đông đang đứng cách đó không xa nên đi lại chỗ hắn cô hơi ngượng ngùng vì khi trước là do cô chủ động hôn hắn cũng không biết khi đó bản thân suy nghĩ gì mà lại làm như vậy triệu phương đông thấy phương tiểu nhã đến chỗ mình thì cười hỏi tiểu nhã gần đây em sao rồi trải qua chuyện phương tiểu nhã chủ động hôn mình Triệu Phương Đông tự cảm thấy quan hệ của mình và cô đã có bước phát triển. Chỉ còn đợi khi nào mới chọc thủng tầng ngăn cách mỏng manh kia nữa thôi. Phương Tiểu Nhã nói Tình hình ruộng thuốc rất là tốt. Đặc biệt là tốc độ sinh trưởng của chúng thật sự quá nhanh. Sau khi bán xong chuyến đầu cho công ty của Lý Thương Vận thì không bao lâu sẽ có thể thu hoạch được lần thứ hai. <laughs> Anh tìm đâu ra loại hạt giống này vậy chứ? Thật sự quá là thần kỳ rồi triệu phương đông mỉm cười dược liệu ở đây lớn nhanh đâu phải là nhờ vào hạt giống chứ chỉ vì mảnh đất phong thủy này thôi nhưng mà triệu phương đông không có nói rõ với cô à đúng rồi phương tiểu nhã đột nhiên nghĩ đến một việc có một chuyện ở ruộng thuốc mà tôi phải nói với anh mới được triệu phương đông gật đầu có việc gì em cứ nói đi không cần phải câu nệ dược liệu của chúng ta chủ yếu được bán cho công ty của Lý Thương Vận. Thế nhưng mà có một số lượng dục liệu thứ phẩm sẽ bị loại ra. Số dục liệu đó không bị hư tổn nhiều. Nếu như đem bỏ thì thật sự rất phí. Vì vậy tôi muốn tham khảo ý kiến của anh. Chúng ta xử lý như thế nào thì được. Lúc trước, Triệu Phương Đông không để ý chuyện này. Bây giờ nghe Phương Tiểu Nhã nói mới chợt nhìn ra vấn đề. Triệu Phương Đông nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Số dược liệu đó dù sao cũng không bán được. Vậy thì chúng ta chia cho người dân đem về đi." Phương Tiểu Nhã lắc đầu. "Như vậy thì không ổn đâu, nếu cho mọi người được phép đem dược liệu về thì sẽ rất dễ dẫn đến vấn đề trong khâu quản lý sau này. Những cửa hàng bán đồ ăn uống trong thành phố cũng vậy đó thôi, nếu như không bán hết thì sẽ trực tiếp bỏ đi, là vì không muốn để cho công nhân đem đi." Tuy chỗ chúng ta chỉ là một ruộng thuốc nhỏ, nhưng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc." Triệu Phương Đông trêu chọc, "Tiểu Nhã, ngày càng có phong thái của quản lý cấp cao nha." Phương Tiểu Nhã đỏ mặt ngượng ngùng, anh lại đùa rồi." Tuy nói vậy, nhưng mà trong lòng cô cũng cảm nhận được bản thân đã có nhiều thay đổi đến mức nào. Cô thật sự rất là biết ơn Triệu Phương Đông vì đã cho cô cơ hội để trưởng thành và chín chắn hơn nhưng số dược liệu đó không thể cho thôn dân đem về thì phải xử lý ra sao nghĩ cả nửa buổi triệu phương đông mới nảy ra chủ ý ồ tiểu nhã tôi có một cách hay là chúng ta dùng số dược liệu đó để nuôi ốc sên nuôi ốc sên phương tiểu nhã sửng sốt không ngờ đến cách giải quyết này của triệu phương đông đúng như vậy triệu phương đông lập tức nói ở lâm thành thì ốc sên là đặc sản còn gì hơn nữa thị trường ốc sên bây giờ đang thiếu cầu. Nếu như chúng ta dùng dục liệu để nuôi ốc sên, thì nhất định không có chịu thiệt đâu. Phương Tiểu Nhã nghe xong ngậm nghĩ một hồi, sau đó hai mắt cô sáng lên. Ý tưởng này của anh rất là hay đó, vậy thì chúng ta nuôi ốc sên đi. Tôi có một người bạn học, nhà cậu ta nuôi ốc sên, chúng ta có thể qua đó tìm hiểu xem sao. Không ngờ còn có chuyện trùng hợp đến như vậy. Triệu Phương Đông chỉ vừa nghĩ ra ý tưởng Chứ nếu để tìm giống nuôi thì không biết sẽ lãng phí thêm bao nhiêu thời gian." Triệu Phương Đông mừng rỡ. "Vậy thì chuyện chọn giống nuôi đành nhờ em." Phương Tiểu Nhã cười khẽ. "Không thành vấn đề, bây giờ tôi sẽ gọi điện hỏi người ta." Nói rồi, cô vội rời đi. Nhìn bóng lưng của cô, Triệu Phương Đông chỉ muốn cô đừng cứ như vậy mà bỏ đi. Nhưng rất nhanh, cô đã tươi cười quay lại. "Chỗ bạn học của tôi có rất nhiều con ốc sen Chúng ta cần bao nhiêu Thì cậu ta cũng có thể cung cấp giống cho chúng ta được Tôi đã nói với cậu ta Là ngày mai sẽ qua đó đặt trước rồi Vậy được Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền qua cho em Không cần đâu Phương Tiểu Nhã từ chối Bên phòng tài chính còn rất nhiều tiền Lúc trước bán dục liệu cho công ty của Lý Thương Vận Kiếm được không ít tiền lợi Anh quên rồi sao Tiền mua ốc sên chúng ta có thể lấy từ đó Anh còn phải xây đường giúp cho thôn Nên đừng có đưa tiền thêm triệu phương đông cười nói bây giờ tiểu nhã còn biết tiết kiệm tiền giúp cho tôi nữa đó thật là có phong phạm của bậc hiền thê lương mẫu nha cái gì chứ ai giúp anh tiết kiệm tiền chỉ là vì tôi muốn đường trong thôn có thể nhanh chóng xây dựng xong mà thôi phương tiểu nhã khẩu thị tâm phi mặc kệ anh tôi đi làm việc tiếp đây nói rồi phương tiểu nhã định xoay người rời đi triệu phương đông giữ tay cô kéo cô phải mặt đối mặt với mình Phương Đông, anh... Phương Tiểu Nhã giật mình nhìn Triệu Phương Đông. Tiểu Nhã à, tôi... tôi thích em. Triệu Phương Đông lấy hơi rồi đột nhiên nghiêm túc nói. Hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt để phá vỡ đi bức màn ngăn cách kia. Hắn cần nói ra tâm ý của chính mình. Tâm tư của Triệu Phương Đông, Phương Tiểu Nhã đã sớm biết. Thế nhưng khi nghe Triệu Phương Đông chính miệng nói ra, thì Phương Tiểu Nhã vẫn thẹn thùng mà cúi đầu triệu phương đông nói tiếp tiểu nhã tôi thích em thích đã lâu như vậy nên chắc em cũng nhận ra đôi phần lúc trước tôi chỉ là một gã nông dân không có tư cách gì để nói với em câu này nhưng bây giờ thì không tôi đã có đủ năng lực để chăm sóc em vậy nên tiểu nhã em có đồng ý ở bên tôi không lúc này triệu phương đông cảm giác như thời gian đang ngừng trôi hắn nhìn phương tiểu nhã chỉ cách mình có một khoảng ngắn chờ đợi câu trả lời hắn thấp thỏm bất an như một kẻ phạm tội đang đợi phán quyết cuối của tòa án đây là lần đầu tiên hắn đứng trước người khác tỏ tình thì phải biết là hắn đã bỏ ra không ít dũng khí rồi phương tiểu nhã cúi đầu không nói cô càng im lặng càng làm cho hắn bất an như có con kiến bò đi bò lại trong lòng mình triệu phương đông nóng lòng nói tiểu nhã em có đồng ý ở bên tôi không có thể nào cho tôi câu trả lời có được không? Đột nhiên, Phương Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn hắn, có chút tức giận. Anh còn muốn tôi nói gì chứ? Đúng là đồ ngốc. Lần trước tôi đã chủ động hôn anh, vậy mà anh còn chưa hiểu sao? Triệu Phương Đông hơi sửng sốt, sau đó mừng như điên. Nói như vậy tức là, là em đồng ý rồi hả, anh Tiểu Nhã? Đồ ngốc, tự mình nghĩ đi. Phương Tiểu Nhã thẹn thùng bỏ ra một câu, rồi chạy đi nhìn bóng lưng cô triệu phương đông kích động hét to một tiếng sau đó nhảy tưng tưng thích cô nhiều năm như vậy rốt cuộc hắn đã theo đuổi được cô có thể thấy trong giờ phút này hắn có bao nhiêu là vui sướng để theo đuổi được cô triệu phương đông cũng đã phải trải qua không ít gian khổ phương tiểu nhã đang chạy thì nghe được tiếng hô của triệu phương đông truyền đến cô mỉm cười lúc đầu quả là cô không hề có cảm tình gì với hắn nhưng mà thời gian qua cô phát hiện triệu phương đông đã thay đổi rất nhiều chính mình cũng cảm thấy bản thân có sự thay đổi thế nhưng cô là con gái không thể nào bày tỏ trước với triệu phương đông được chỉ có thể đợi hắn nói ra sau khi thổ lộ với cô đã mấy tiếng đồng hồ nhưng mà tâm tình của triệu phương đông vẫn cứ lân lân như trên mây cực kỳ phấn khích lúc hắn nhận được năng lực truyền thừa cũng không phấn khích đến mức này màn đêm buông xuống triệu phương đông lên xe rời khỏi thôn nguyệt nha đi về tòa cao ốc của đinh nguyên trong thành phố lúc đi trên đường hắn cũng đã gọi cho đinh nguyên để ông ta mau đi qua lúc hắn tới nơi thì vừa hay thấy đinh nguyên đã ở đó đinh nguyên vừa thấy triệu phương đông xuống xe thì chạy vội lại nói cuối cùng cậu cũng tới rồi đây là chỗ mà tạ ái quốc đã nhảy lầu tự vẫn âm hồn ông ta còn đang lãng vãng một mình đinh nguyên chờ ở đây thật sự làm ông ta lạnh gáy kinh sợ triệu phương đông mỉm cười ngại quá đinh tổng để ông phải chờ lâu đinh nguyên xua tay thật ra tôi cũng vừa tới thôi đợi chưa lâu triệu phương đông liếc mắt nhìn tòa cao ốc hắn cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ đó mạnh mẽ ra sao sát khí khi sáng không là gì nếu hắn không tìm được pháp khí thì có lẽ phần thắng không cao nhưng bây giờ hắn đã có chuông trấn hồn Vì vậy tự tin hơn nhiều Triệu Phương Đông nhìn tòa nhà tối sầm trước mặt Sau đó cười nói với Đinh Nguyên Đinh Tổng, giờ chúng ta cùng vào thôi Ba ngày tôi chưa nhìn ra hết được mấy thứ này Tối đến là thời cơ thuận lợi để biết rõ hơn Triệu Phương Đông nói làm cho Đinh Nguyên run rẩy từng cơn Ông ta không yên tâm mà hỏi Triệu Đại Sư Muộn như vậy mà chúng ta còn đến đây nơi này lại âm trầm đáng sợ như vậy. Thật sự cậu có thể chắc chắn tôi sẽ không sao chứ. Triệu Phương Đông an ủi. Ông yên tâm đi, nếu không dám chắc tôi kéo ông đến làm gì. Tôi không sợ thì ông có gì mà phải lo. Đinh Nguyên nghĩ cũng đúng, trong lòng cũng an tâm hơn. Ông ta đi theo sau Triệu Phương Đông, cẩn thận bước từng bước. Triệu Phương Đông hỏi. Ngày trước, tại ái quốc nhảy xuống từ tầng bao nhiêu? Tầng 10 Đinh Nguyên đáp Triệu Phương Đông gật đầu Vậy thì chúng ta lên tầng 10 Vì đã ngừng thi công nên thang máy còn chưa lắp Vậy là hai người phải mò mẫm đi thang bộ Thế nhưng khi bọn họ lên đến tầng 2 Thì mới kinh ngạc tột độ Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng chúng ta đã đi cầu thang lên tầng 2 rồi mà Sao giờ lại thành tầng 1? Đình Nguyên khiếp sợ, khó hiểu hỏi. Triệu Phương Đông nhìn lên thang bộ, rõ ràng đó là đường đi lên tầng 2. Vậy mà tại sao bọn hắn lại quay về chỗ cũ? Trầm ngâm một hồi, Triệu Phương Đông lên tiếng. Chúng ta đi lại thôi. Vậy nên Triệu Phương Đông đi trước, Đinh Nguyên bám theo sau. Hai người lại leo lên lần nữa. Thế nhưng kết quả vẫn như vậy, bọn họ lại một lần nữa ở tầng 1. Trong lòng Đinh Nguyên vốn đã rất sợ, giờ lại gặp chuyện lạ như này thì càng bị dọa cho kinh hoàng. Rõ ràng chúng ta đã đi lên rồi Làm sao vẫn ngợi chỗ cũ chứ Đây là vì sao Triệu Đại Sư Chẳng nhẽ âm hồn của tà ái quốc Đang quấy phá Xem ra ông còn đang tỉnh táo Nhận ra được chuyện này nữa mà Triệu Phương Đông lười nhắc nói Là âm hồn của tà ái quốc Đã xuất hiện rồi Lúc nãy chính là trò của ông ta Ông đã nghe qua hiện tượng Quỷ trắng đường hay chưa Ồ có nghe rồi Đinh Nguyên gật đầu Ông ta cũng như Triệu Phương Đông xuất thân từ nông thôn Những truyền thuyết ma quỷ được nghe kể lại cũng là không ít Triệu Phương Đông nói tiếp Thường thì quỷ trắng đường sẽ gặp được ở chỗ giả ngoại hoang vu Người đi lạc có đi như nào cũng không ra được Dù đi hướng nào cũng về chỗ cũ Không lẽ ông không thấy cảnh này quen quen Là có phần tương tự như đó còn gì Nghe Triệu Phương Đông nói đinh Nguyên mới ngớ ra vậy nếu gặp quỷ chắn đường thì có cách nào để phá không? tất nhiên là có rồi. triệu phương đông tự tin nói rồi hăng lấy từ trong túi ra một tờ giấy vàng và bút lông sói bắt đầu vẽ bùa. một lúc sau thì bùa đã hoàn thành. triệu phương đông nhắm mắt lẩm nhẩm đọc chú ngữ sau đó mở to mắt hai ngón tay chỉ vào lá bùa vậy mà lá bùa tự bốc cháy hẳn nhân lúc này ném đi lá bùa bay ra ngoài. Đinh Nguyên còn chưa kịp định thần thì Triệu Phương Đông đã nói Đừng có ngẩn người ra, mau đi theo. Lúc này Đinh Nguyên mới tỉnh táo lại vội chạy theo. Vậy là nhờ vào sự dẫn đường của lá bùa, bọn họ đã đi lên được tầng thứ hai. Sau khi lên được tầng hai, nét mặt Đinh Nguyên đầy sự sợ hãi. Ông ta khó nén được sự chấn động trong lòng. Dù đã nghe cha con An Hoại Viễn nói về chuyện khi trước của Triệu Phương Đông, nhưng vì không được tận mắt nhìn thấy nên ông ta hãy còn nghi ngờ. Nhưng đến lúc này thì ông ta mới chân chính thấy được khả năng của Triệu Phương Đông. Đình Nguyên càng vững tin hơn, nhờ sự giúp đỡ của Triệu Phương Đông, chuyện lần này chắc chắn sẽ có thể dễ dàng giải quyết. Sau khi lên đến tầng 2 thì lá bùa cháy hết, chỉ còn lại đống tro tàn. Thế nhưng như vậy cũng đủ rồi, quỷ trắng đường đã bị hóa giải. Triệu Phương Đông chỉ cười nhẹ. Được rồi, Bây giờ chúng ta có thể đi một mạch lên tầng 10. Đồng thời, Triệu Phương Đông cũng rút cây kiếm gỗ đào ra, dặn dò Đinh Nguyên. Đinh Tổng, ông nhất định phải bám sát theo tôi, không được cách quá xa. Đinh Nguyên trình trọng gật đầu. Tôi biết rồi. Chỗ tà môn như này, nếu Triệu Phương Đông không nhắc, thì chắc chắn ông ta cũng sẽ làm như vậy. Sau đó, hai người cẩn thận đi tiếp. Sau vài phút thì cũng đã lên được tầng 10, Tầng này rất trống vắng, hơn nữa còn có tầm nhìn đẹp. Đinh Nguyên nhìn xung quanh, ông ta còn tưởng lúc đến nơi sẽ phải có một con quỷ đáng sợ chờ bọn họ. Thế nhưng sao cái gì cũng không thấy. Đinh Nguyên tò mò hỏi. Triệu Đại Sư, sao chỗ này không có gì? Triệu Phương Đông đột nhiên xoay người nhìn Đinh Nguyên, rồi nở nụ cười thần bí. Sao lại không? Rất nhanh, ông sẽ thấy thôi. Như chứng minh lời nói của Triệu Phương Đông, tất cả bóng đèn ở tầng này chấp lóe liên tục. Kết hợp với màn đêm tối tăm thì thật là combo dọa người. Triệu Phương Đông hừ lạnh. Nếu đã đến rồi, đừng có giả thần giả quỷ, mau xuất hiện đi. Triệu Phương Đông vừa nói xong thì trước cửa sổ đột nhiên hiện lên một bóng người công nhân. Trên mặt ông ta còn có một vết sẹo to, đó chắc là vết thương để lại sau khi nhảy lầu. Ôi trời ơi, Tạ Ái Quốc thì ra là ông. Đinh Nguyên hoảng hốt kêu lên. Tạ Ái Quốc lạnh mặt nhìn Đinh Nguyên ác độc nói: "Đinh Nguyên, ông hại tôi thê thảm như vậy, lấy mạng ra mà đền đi. Tôi muốn ông phải chết, giống như vợ tôi." Nói rồi thân hình của ông ta hóa thành một làn khói bay về phía bên này. "Triệu đại sư, cứu tôi, cứu tôi." Đinh Nguyên kêu lên ông ta không có sức kháng cự trước một tà ái quốc như vậy, chỉ có thể trông cậy vào Triệu Phương Đông. Tất nhiên là Triệu Phương Đông không thể để cho tà ái quốc làm hại Đinh Nguyên. Hắn lấy ra một tấm bùa đuổi quỷ dán lên kiếm gỗ đào sau đó vùng kiếm. Kiếm lướt qua để lại một vệt sáng. Tà ái quốc dính đòn, thân thể lùi về sau một đoạn. Khi ông ta đứng vững thì nhận ra chỗ trên người bị kiếm gỗ đào đánh trúng bây giờ đã rách còn tỏa ra làn khói đen tạ ái quốc nghiến răng nghiến lợi. Được, được lắm Đinh Nguyên. Năm xưa chính là nhờ ông mà tôi mới ra nông nổi này. Vậy mà bây giờ còn dám dẫn theo người đến chống lại tôi. Hôm nay, ông nhất định phải chết. Triều Phương Đông quay đầu nhìn Đinh Nguyên. Đinh Tổng, ông ta cứ luôn miệng cáo buộc là ông ép ông ta nhảy lầu. Bây giờ ông phải nói thật cho tôi biết, rốt cuộc đây có phải là sự thật không? Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của Triệu Phương Đông Đinh Nguyên vội nói Tôi có thể thề với trời Không phải là tôi ép ông ta phải nhảy lầu Thậm chí khi ông ta chết tôi cũng đâu có biết <laughs> Đừng có đứng đó mà giả mù sa mưa Bây giờ người cũng chết rồi Ông có thể ung dung tự tại Còn bảo vệ được hình tượng của mình Tất nhiên sẽ không thừa nhận Muốn nói cái gì mà không được Tà ái quốc lạnh giọng nói Đình Nguyên thật sự khổ không nói hết. Ông ta không chỉ không biết chuyện tà ái quốc nhảy lầu, mà sau đó còn cố gắng giúp đỡ gia đình ông ta không ít. Thế nhưng mà những việc này, tà ái quốc và Triệu Phương Đông đều không biết. Đình Nguyên, nạp mạng đi! Tà ái quốc hét to, thân thể bắt đầu thay đổi, bóng tay và tóc dài ra trong nháy mắt. Khí tỏa ra bao trùm khắp toàn tầng 10. Triệu Phương Đông hít sâu một hơi Sát khí nồng nạp như vậy Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được Phải nhanh chóng ngăn tạ ái quốc Nếu không thì ông ta sẽ biến thành ác quỷ Mà tiếp tục hại chết nhiều người hơn nữa Tạ ái quốc bay lên Từ trên cao nhìn xuống Triệu Phương Đông và Đinh Nguyên Sau đó ông ta đột nhiên phi xuống May là Triệu Phương Đông đã sớm đề phòng Hắn vùng kiếm ngăn tạ ái quốc Gỗ đào có tác dụng trừ tà thanh kiếm này lại càng có lực sát thương hơn. Nhưng mà tà ái quốc lại có thể nắm được thân kiếm. Điều này cho thấy ông ta muốn giết Đinh Nguyên đến mức nào. Tà ái quốc cũng ăn không ít khổ khi trực tiếp dùng tay không nắm lấy thân kiếm. Thế nhưng như này thì Triệu Phương Đông cũng sẽ không ra tay được. Hai bên cân sức. Tà ái quốc hét lên rồi vươn tay khác ra muốn túm lấy Triệu Phương Đông. Thấy tình huống không ổn, Triệu Phương Đông vội vàng lấy chuông đồng đang đeo trên eo ra. Hắn lắc mạnh chuông, trong tức thời, tiếng chuông vang vọng khắp tòa nhà. Chuông đồng này là một vật đã được khai quang, sau đó còn thêm các loại bùi chú vào, nên khi nghe được tiếng chuông, đây sẽ thành cực hình đối với lũ ma quỷ. Quả nhiên, sau khi nghe thấy tiếng chuông, Tạ ái quốc đã bị thương nghiêm trọng. Ông ta thét lên đau đớn, không ngừng run rẩy. sau đó văng ngược ra ngoài, thân mình đập lên vách tường rồi rớt xuống sau hồi giao đấu vừa rồi triệu phương đông đã nhìn ra được tạ ái quốc mạnh đến mức nào vì vậy phải nhanh chóng giải quyết ông ta triệu phương đông cầm kiếm nhằm về tạ ái quốc muốn hạ xuống khoan đợi chút lúc kiếm của triệu phương đông sắp đâm vào ngực tạ ái quốc bỗng nhiên có người hét triệu phương đông thầm mắng ai mà không có mắt vốn dĩ sắp hạ được ông ta rồi mà giờ này còn nhảy ra ngăn Ai ngờ vừa quay đầu thì thấy Đinh Nguyên đang chạy về bên này. Triệu Phương Đông khó hiểu hỏi: "Vừa nãy sao ông kêu tôi dừng tay, nếu cứ như vậy thì sau này tòa nhà của ông vẫn còn gặp nguy đấy." Đinh Nguyên cười khổ: "Triệu đại sư, cậu có thể để tôi nói vài câu với Tạ Ái Quốc có được không? Có một số chuyện rất quan trọng, tôi cần phải làm rõ với ông ta." Triệu Phương Đông thấy Tạ Ái Quốc cũng bị chung trấn hồn làm cho bị thương nặng, tạm thời không có sức uy hiếp nên để cho Đinh Nguyên nói vài câu cũng không sao. Thế nên Triệu Phương Đông gật đầu. Được rồi, nếu muốn nói gì thì mau nói đi. Đinh Nguyên cảm kích nhìn Triệu Phương Đông sau đó đi đến trước mặt tại Ái Quốc. Ái Quốc, lúc trước ông làm việc cho tôi. Tôi tự nhận là đối xử với ông như anh em bạn bè. Không hề để cho ông chịu thiệt. Phúc lợi của công ty cũng rất nhiều vậy tại sao ông muốn hại tôi tạ ái quốc lạnh lùng nhìn đinh nguyên đừng có vờ việc tôi hỏi ông có phải năm đó ông đã từng nói chỉ cần chúng tôi gặp khó khăn không giải quyết được thì cứ đi tìm ông ông nhất định sẽ không mặc kệ có đúng không đúng tôi đã nói như vậy đinh nguyên vẫn còn khó hiểu nhưng mà năm xưa vợ tôi bị bệnh cần tiền để phẫu thuật vì không kiếm đủ nên tôi đã đến tìm ông. vốn tưởng rằng ông sẽ giúp chút ít, thế nhưng mà lúc tôi đến công ty thì ông tránh mặt tôi, lấy đủ mọi lý do để từ chối. lúc đó đến ông cũng không vươn tay ra giúp. tôi cảm thấy như không còn hy vọng gì nên mới đi nhảy lầu. vì ông mà tôi mới thành ra như vậy, còn không chịu nhận sao? À, thì ra là như vậy ư? Ừ. đình nguyên oan uổng nói. ông đi đến trước mặt tại ái quốc lúc đó ông đi tìm tôi không phải là tôi cố ý tránh mặt chỉ là khi đó tôi đang không ở thành phố này nên mới không cách nào gặp được ông sau khi trở về thì hậu sự của ông đã được lo liệu xong xuôi rồi đến lúc biết được mọi chuyện thì cũng đã phê bình và phạt cấp dưới vì chuyện đó rồi đừng có lừa tôi vợ tôi cũng đã chết ông nói như vậy ai có thể tin tà ái quốc lạnh lùng nói ai bảo với ông vợ ông đã chết chứ bà ấy bây giờ vẫn còn sống rất tốt đó thôi đinh nguyên nói ra một tin tức chấn động gì vợ tôi chưa chết sao tạ ái quốc kích động mà đứng phát dậy trừng mắt nhìn đinh nguyên đúng vợ ông còn chưa chết đinh nguyên cũng kích động nói năm xưa sau khi trở về nghe được chuyện của ông xong thì tôi lập tức đến bệnh viện thăm bà ấy lúc đó tình trạng của bà ấy không được tốt nên tôi đã ở lại bệnh viện để chăm sóc. Đến khi bà ấy khỏe hơn thì sắp xếp người làm phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công và không để lại di chứng, nên mấy năm nay bà ấy sống rất tốt. Bây giờ mở một quán mì nhỏ làm ăn cũng khá khẩm. Còn con trai của ông lúc đó đang học cấp 3, năm nay đã tốt nghiệp đại học rồi. Tôi cũng đã mời cậu ta đến công ty để làm việc. Ông, ông nói thật sao? Tạ Ái Quốc không thể nào tin mà hỏi. Lúc đó sau khi nhảy lầu vì chất chứa quá nhiều oan khí mà âm hồn của ông ta luôn vương vấn ở chỗ này, mọi chuyện ở ngoài ông ta cũng không biết. Hơn nữa Tạ Ái Quốc vẫn luôn đinh ninh rằng vợ mình không có tiền phẫu thuật nên sẽ chết, không ngờ là hôm nay Đinh Nguyên thông báo cho ông ta là vợ mình không chết, hơn nữa còn sống rất tốt. Ông nói thật không? ông không lừa tôi đúng chứ bởi vì còn chưa hết khiếp sợ giọng nói của ta ái quốc hãy còn rung rung đương nhiên là thật rồi đúng rồi nếu như ông không tin tôi có thể chứng minh cho ông xem nói rồi đinh nguyên lấy một tờ giấy và một tấm ảnh ông chỉ vào tờ giấy và ảnh chụp sau đó nói đây là thư cảm ơn mà con trai ông viết cho tôi hôm nay tôi vừa nhận được tấm ảnh này là ảnh của con trai và vợ ông chụp khi bắt đầu đi làm ở công ty tôi. Tạ Ái Quốc vội đi đến, lấy ảnh chụp và thư trong tay của Đinh Nguyên. Đinh Nguyên hỏi, "Chắc ông còn nhớ mặt con trai mình chứ?" Tạ Ái Quốc nhìn tấm ảnh, trên đó có ba người, người đàn ông đứng giữa là Đinh Nguyên, hai bên là một người phụ nữ trung niên và một chàng trai tầm 20 tuổi. Lúc Tạ Ái Quốc nhảy lầu thì con trai vẫn đang học cấp 3, giờ đã tốt nghiệp đại học gương mặt cũng có thay đổi nhưng tạ ái quốc vẫn còn nhận ra đây đúng là con trai mình còn vợ ông năm đó vì bệnh tật liên miên nên tinh thần hay thể chất đều bị hành hạ cho tiều tụy giờ này bà trở nên sáng láng không còn dấu vết của bệnh tật trong nhất thời tạ ái quốc cảm thấy trăm mối ngổn ngang chỉ là bản thân tự sát xong luôn nghĩ cuộc sống của họ sẽ không được tốt nhưng bây giờ con trai đã tốt nghiệp đại học và đi làm vợ ông cũng khỏe rồi cuộc sống của bọn họ lại tươi đẹp. Ông ta ngồi dưới đất khóc sụt sịt. Nhìn một màn này, trong lòng Triệu Phương Đông cũng rất cảm thán. Rốt cuộc, tất cả mọi chuyện chỉ là do hiểu nhầm. Bây giờ có thể trách ai được khi ý trời trêu ngươi. Một lúc sau, tạ ai quốc đứng dậy, ấy nấy nói. Xin lỗi ông, ông chủ. Mấy năm nay, đều là do tôi đã hiểu nhầm ông. Đình Nguyên lên tiếng ông biết được chân tướng thì tốt rồi từ nay đừng đi làm hại người khác tôi biết tôi biết rồi ông chủ ạ à. thật sự rất xin lỗi ông tà ái quốc ngày ngào không thốt nên lời lúc này triệu phương đông mới chen vào sau khi tự sát vì oan khí của ông quá nặng nên linh hồn vẫn cứ vất vưởng ở đây nếu bây giờ ông đồng ý thì tôi có thể đem ông ra khỏi chỗ này để ông đi gặp vợ và con trai không cần đâu Tà Ái Quốc từ chối ngay lập tức Bây giờ tôi đã chết Âm dương cách biệt Nếu xuất hiện trước mặt họ Thì chỉ sợ họ sẽ bị dọa mất Chỉ cần hai người sống tốt là được Tôi sẽ không đi xem Triều Phương Đông gật đầu Vậy thì tôi sẽ đưa ông đi Thế nhưng oan khí trên người ông quá là nặng Cần được thanh tẩy trước Nói rồi Triều Phương Đông ngồi xuống Bắt đầu niệm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh tạ ái quốc chăm chú nghe theo những lời tụng kinh của triệu phương đông mà oan khí trên người ông ta dần yếu đi toàn thân được phụ bởi ánh sáng và nhạc sau khi niệm xong trên người tạ ái quốc đã được thanh tẩy triệu phương đông nhìn ông ta rồi nói bây giờ không còn oan khí trên người tôi có thể đưa ông vào luân hồi được rồi trước khi đi ông còn gì muốn nói hay không có chứ tạ ái quốc gật đầu rồi nhìn về đinh nguyên thật xin lỗi ông chủ vì lúc trước đã hiểu nhầm ông mong ông có thể tha thứ cho tôi nguyện cho ông sau này được khỏe mạnh sự nghiệp thịnh vượng đinh nguyên đáp ông cứ yên tâm tôi cũng nhất định sẽ giúp đỡ và chăm lo cho người nhà của ông đợi cho hai người nói xong triệu phương đông lấy một tấm bùa dán lên người tạ ái quốc lá bùa lập tức bốc cháy lúc lá bùa cháy hết thì cũng là lúc tạ ái quốc biến mất hoàn toàn Xong việc, Triệu Phương Đông thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói với Đinh Nguyên. Được rồi, Đinh Tổng. Tại Ai Quốc đã được đưa đi. Bây giờ ông có thể tiếp tục thi công chỗ này rồi. Sẽ không còn chuyện gì đâu. Đinh Nguyên cảm kích. Cũng nhờ cậu ra tay giúp. Đinh Nguyên tôi không phải người vong ân phụ nghĩa. Ân tình này tôi khắc ghi trong lòng. Sau này nhất định sẽ báo đáp. Không cần đợi sau này đâu. Bây giờ ông có thể báo đáp được cho tôi triệu phương đông nhanh miệng nói nói rồi hắn mới chợt nhận thấy mình nói hơi trắng trợn nên đành phải giải thích thêm à ý của tôi là không phải lúc trước tôi đến nhờ ông hỗ trợ chuyện xây đường sao nếu bây giờ ông đã giải quyết được phiền phức rồi thì chắc có thể tiếp tục nhận công trình đúng không ồ chuyện này ư ừ, không thành vấn đề đinh nguyên lập tức đáp đường của thôn triệu đại sư công ty tôi sẽ xây hơn nữa chi phí cũng sẽ do tôi trợ cấp." Triệu Phương Đông mở to mắt nhìn Đinh Nguyên, không ngờ Đinh Nguyên có ý muốn giúp thôn họ xây đường miễn phí. "Như này thì không hay đâu, hay là thôi đi, tiền xây đường để tôi đưa." Triệu Phương Đông gãi đầu, bộ dáng khó xử. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đang vui như muốn nở hoa. Con đường kia xây sẽ cần tầm 300 vạn, nếu Đinh Nguyên chi tiền cho thì Triệu Phương Đông lại có thể tiết kiệm được thêm một khoản. Triệu đại sư, không cần khách sáo. Nếu không phải nhờ cậu giúp tôi giải quyết phiền phức lần này, thì tôi cũng khó lòng tiếp tục thi công được, đến khi đó tổn thất sẽ càng nặng nề, vậy nên mong cậu đừng từ chối tôi." Đinh Nguyên kiên quyết nói. Triệu Phương Đông cũng không biết nên nói gì, đành để như vậy, tự nhiên tiết kiệm được 300 vạn cũng làm cho hắn thấy vui hơn. Nhưng hôm nay đã muộn rồi, ngày mai công ty sẽ mở họp bàn nhất định sẽ giúp thôn cầu xây một con đường thật tốt không cần phiền như vậy đâu đinh tổng triệu phương đông nói kế hoạch xây chúng tôi đã có sẵn rồi một kế hoạch do mấy năm trước để lại tất cả mọi mặt đều khá ổn nhưng chỉ vì nguồn tài chính nên luôn bị trì hoãn ngày mai tôi sẽ đem bản kế hoạch đến cho ông xem chỉ cần dựa vào đó làm là được rồi đinh nguyên cảm thấy cũng hợp lý tiết kiệm được không ít thời gian nên cũng đồng ý sau khi bàn bạc xong hai người ai về nhà nấy sáng sớm hôm sau triệu phương đông đem bản kế hoạch đến cho đinh nguyên hiệu suất làm việc của công ty đinh nguyên thật không thể chê vào đâu được ngay vào buổi chiều đã sắp xếp cho người đến thôn nguyệt nha để bắt đầu xây dựng triệu phương đông cứ ngỡ mọi chuyện sẽ rất thuận lợi thế nhưng vào buổi chiều lúc triệu phương đông đang ở nhà thì trưởng thôn hất hải chạy đến phương đông à chuyện xây đường gặp chút phiền phức Sợ rằng bây giờ chưa thể tiếp tục Không xây được Vì sao chứ Triệu Phương Đông khó hiểu hỏi Kết thúc tập 13 của bộ truyện Đột nhiên có thần thông Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi